một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Omega với một chiếc Omega Constellation rất đẹp. Chiếc này chúng ta có thể gọi là tinh hoa hội tụ khi nó mang trong mình cái bộ thoát đồng trục có axial chronometer đó, và một cái thiết kế của ngài Jacques Genta, một trong những nhà thiết kế đại tài trong giới đồng hồ, đã sản xuất và thiết kế ra rất là nhiều những cái thiết kế huyền thoại, ví dụ như là Patek Philippe Nautilus hay là Audemars Piguet Royal Rock. Và hôm nay thì em sẽ mang đến một chiếc Omega Constellation tuyệt đẹp như này, với cái mặt dial màu champion rất lấp lánh và cái tình trạng là đồng hồ qua sử dụng nhưng còn rất đẹp, zin nguyên bản để các bác có thể trải nghiệm các bác nhé. Đó, và nếu các bác quan tâm những cái sản phẩm như này, đừng quên là liên hệ với cả đồng hồ Bùi Gia với số điện thoại, số Zalo là 0828 91522. Chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc đồng hồ được trang bị bộ máy in-house nhà Omega, trang bị đầy đủ tính năng là lên cốt tự động, lên cốt bằng tay cũng như là dừng kim dây khi chỉnh giờ, để các bác trải nghiệm một chiếc đồng hồ đẳng cấp như thế này với một cái mức giá rất là dễ chịu. Em sẽ chỉnh giờ một chút nhé. Khi mà các bác rút núm ra chỉnh giờ thì ngay lập tức chức năng hacking stop sẽ hoạt động, đồng hồ sẽ đứng lại để các bác có thể chỉnh chuẩn đến từng giây một với một chiếc đồng hồ này. Và chúng ta có thể thấy là mặt số đồng hồ được hoàn thiện với độ hoàn thiện rất cao, và kim cọc phải nói là có một cái độ lấp lánh tuyệt vời. Đó, em sẽ chỉnh đến 10:10 để các bác có thể trải nghiệm đầy đủ cái vẻ đẹp của chiếc Omega Constellation này. Chiếc này chúng ta sẽ có đường kính bề mặt là 38mm, nhưng đó là cái phần đường tròn các bác nhé. Còn cái phần càng nối dây của chiếc đồng hồ này, hay còn gọi là lắc tu lắc ấy, nó khá là dài, nên là các bác có cổ tay để mà trải nghiệm đẹp chiếc đồng hồ này thì các bác phải có cổ tay khoảng từ 16 năm trở lên thì đeo chiếc này mới đẹp được. Đó, một chiếc size 38 đường kính tròn nhưng lại có cái phần form khá là to và dài, một chiếc đồng hồ thể thao sang trọng của thiết mang đậm thiết kế của ngài Jacques Genta các bác nhé. Một chiếc đồng hồ có cái mặt dial màu champion, màu vàng và có trải tia sunburst rất lấp lánh và đẹp mắt ở đây. Chúng ta sẽ có logo của thương hiệu ở góc 12 giờ, biểu tượng của hình móng ngựa được gắn nổi trên bề mặt dial. Dòng sản phẩm Constellation và bộ máy in-house có mang bộ thoát đồng trục có axial chronometer rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng của hình ngôi sao ở phía dưới cùng góc 6 giờ này nữa. Đây chính là biểu tượng của dòng Constellation. Dòng đồng hồ này được phát triển và nghiên cứu bởi những nhà thiên văn học đó, nên là đó, họ sẽ có những cái biểu tượng ngôi sao ở đây để kỷ niệm cho những người đã từng nghiên cứu về cái dòng đồng hồ này. Và chúng ta sẽ có các cọc số, sẽ là cọc số index được hoàn thiện từ thép không gỉ, hoàn thiện đa diện với độ bắt sáng rất tốt các ông nhá, cực kỳ tốt luôn. Chỉ là bằng thép và sau đó phủ rhodium, nhưng nó mang lại cái cảm giác trên tay cực kỳ là bắt sáng. Và chúng ta thấy này, ô lịch ngày cũng được bo góc bởi một cái phần kim loại phía ngoài, tạo ra cái sự lấp lánh cũng như là dễ theo dõi thời gian cho chiếc Omega Constellation này. Phải nói là một chiếc đồng hồ tuyệt vời đến từ một cái thương hiệu tuyệt vời. Chúng ta sẽ có 3 cọc số 6, 9 và 12 được làm cọc số đơn, cọc số đôi để tạo điểm nhấn, và trên cả kim và cọc số cũng sẽ có dạ quang Superluminova để các bác có thể xem giờ trong điều kiện thiếu sáng. Toàn bộ chiếc đồng hồ sẽ làm được chất liệu 316L thép không gỉ, chất thép của Omega rất đầm, chắc chắn trên tay với độ hoàn thiện rất cao, và toàn bộ đồng hồ sẽ hoàn thiện với đa số là cái hoàn thiện trải xước, mang lại cái sự khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần sang trọng và lấp lánh. Chúng ta sẽ có thiết kế nguyên bản của Omega Constellation với phần bezel của những cọc số la mã và hai cái chấu hai bên như này. Ở bên góc phải chúng ta sẽ có núm chính của Omega, bên góc trái thì chúng ta sẽ có một cái phần dial như thế này. Đó, tạo hình rất đẹp mắt. Và ngay bây giờ thì em sẽ mang đến cho các bác cái giá trị của dòng sản phẩm bộ máy in-house đến từ Omega. Đây chính là bộ máy Omega in-house 2500, mang lại khả năng tích cốt đến 54 giờ các bác nhá. Có hoạt động tần số động là 25.500 VPH, và các bác thấy này, bộ máy được hoàn thiện rất chất lượng. Bộ máy này mang trong mình cái bộ thoát đồng trục có axial chronometer, chạy chuẩn chronometer với size số dưới 5 giây một ngày, mang lại cái khả năng hoạt động mượt mà, bền bỉ, chính xác. Đó, rất là đẹp mắt với cái bộ máy này của chúng ta. Đồng hồ sẽ chống nước ở 100m này, triện của Omega này, và bộ thoát đồng trục có axial adjustment đây, Double Eagle, và chúng ta sẽ có dòng sản phẩm Constellation. Đó, bộ dây của chiếc này cũng rất là đặc biệt các bác nhé, bộ dây rất là đặc biệt đó. Và chúng ta sẽ có trên phần khóa của dây sẽ có một cái logo bằng vàng khối của Omega. Đó, ngay bây giờ thì em sẽ ướm trên cổ tay để các bác cùng em trải nghiệm với chiếc Omega này.
Chiếc này của chúng ta thì là một chiếc như em nói đấy, size 38 thôi, nhưng cái form của nó rất to, nên là cổ tay của em 15,5, dường như là nó vẫn còn hơi to với số cổ tay của em, nên các bác phải có cổ tay khoảng 16,5 trở lên nhé. Nhưng thực sự là đeo trên tay rất lấp lánh và đẹp mắt các bác ạ. Rất lấp lánh và đẹp mắt đó. Các bác thích những cái chiếc đồng hồ đẹp mắt như thế này, phong cách đa dụng, kết hợp với rất là nhiều các loại trang phục khác nhau được, từ những trang phục thường ngày đến những trang phục lễ phục công sở thanh lịch, các bác đều có thể fit được với cái sản phẩm này. Hơn nữa, đây là một cái thiết kế để đời của ngài Gerard Genta cùng với những cái siêu phẩm của mình, thì đây chắc chắn là một cái dòng sản phẩm đáng chơi, đáng trải nghiệm và rất là nổi tiếng rồi. Chiếc này thì em đang giao lưu mức giá rất là tốt để các bác trải nghiệm, chỉ có 52 triệu cho chiếc Omega Constellation này thôi. Nguyên bản qua sử dụng tình trạng rất đẹp, bảo hành 5 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời để các bác yên tâm chơi và trải nghiệm cái siêu phẩm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Bùi Gia.